Thưa quý vị, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội 14 của Đảng đã chủ trì phiên họp đầu tiên tiểu ban. Dự phiên họp có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, các thành viên tiểu ban văn kiện, thường trực tổ biên tập văn kiện. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng dự kiến được tổ chức vào tháng 1 năm 2026 để chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng. Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã quyết định thành lập 5 tiểu ban, trong đó có tiểu ban văn kiện do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới trình Đại hội 14 của Đảng. Để giúp việc tiểu ban văn kiện, Ban Bí thư đã quyết định thành lập tổ biên tập văn kiện. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đại hội 14 sẽ là một dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của đất nước ta, dân tộc ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, khích lệ, cổ vũ, động viên toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, khẳng định đây là sự lựa chọn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Để bảo đảm chất lượng công việc, Tổng Bí thư đề nghị các thành viên tiểu ban, thường trực tiểu ban, đặc biệt là các thành viên trong tổ biên tập, thường trực tổ biên tập cần quán triệt sâu sắc và thống nhất cao một số vấn đề về phương châm, phương pháp tư tưởng, hệ quan điểm chỉ đạo và cách làm để đạt được hiệu quả cao nhất.